về nhà, vừa chúc thân đi sang bên lề và phố vẫn tàn không người cười. Một đứa đi ăn chăng trong xuề xòa. Tao đã có viết thư cho mày nhiều vì có những vết ngang ngang cuộc đời. Đến với nỗi đau trong nặng nề mà vẫn cứ đắm lên sau hùng lầy. Nếu có biết lá thư tao dặn dò, mày đã đấu tranh trong cuộc đời. Nhớ món ăn ngon hàng ngày, mày nhớ chiếc khăn theo bằng tay. Tao biết mình phải bước một chân vào điều vĩ đại. Đây là cách không suy nghĩ lại trên thế giới với những điều mà nhân loại nói. Nhân loại hát đến cùng lúc cho người ta phân loại rác. Giác quan và ý chí không bị cắt ngang như bí ý. Bước chân bao giờ vẫn sẽ màu đã cho cho nó trong đầu quá to. Woo, bay trên đầm bay cao dù giang nơi mình sẽ lao tù. Woo, như là cây cao su thay màu ngày sau thu. Woo, bay trên đầm bay cao dù giang nơi mình sẽ lao tù. Woo, như là cây cao su thay màu ngày sau thu. Woo, vì cuộc đời nhiều pha chân vinh, đang đứng lên chiếc thuyền rời xa đất kinh. Đang đứng thân với tâm hình như mình vẫn đang lên, nhưng mọi điều đều ok. Dù tình hình còn hơi lung tung, ta đang tin tâm trình gặp được anh minh. Tao đang với chính mình rằng tao đang tin nuôi đam mê bằng số tiền này. Pow pow pow, yeah. Trong cuộc sống có một tí sao xuyến, tao sẽ rất vui để hiểu được ý con chó. Khi tao nói có thể cứu con kiến, mày sẽ hiểu được sự quý vô đó. Gieo hạt giống cho đất thắm và vũ điệu của sức sống. Cứu lấy hành tinh của đường và chân cấm. Đây là nghĩa địa của thuốc lá dầu. Một cái ý chí chỉ bị bẻ ngang, tao chẳng lẽ đang là cái sẻ mang. Đâu được rẽ sang con đường vẻ vang hay là một đứa trẻ ngoan. Trong đêm đen chưa ánh sao, đi cho con mưa hoa anh đào. Sau lần này mày sẽ cứng cáp hơn, tao không cần mày phải đứng cáp hơn. Tao khuyên vô bạn điều còn xứng đáng hơn. Dù bị bẻ cao như bị bao quen và dù hao gầy này, những điều gì mà tao thấy đều được trao cho mày. Oh yeah, ghi ghi, chép chép. Khi đi không phải khép nép, mua màu, mua vẽ, luôn sẽ suôn sẻ. Ê, mày là duy nhất không phải kiếm gặp bài trùng để có thêm niềm tin và giá trị mà mày dùng. Có được cuộc đời mình để viết được vài dòng và tự thuyết phục mình cùng với những quyết định ngại ngùng. Khi thực thế nói ơi, tao bị thành đế cho nói từ. Nhưng mà điều tao quan tâm là cuộc đời mình chỉ làm thuê thôi. Tao về mày thấy âm phiền, nhưng để mày xây gom tiền. Ê, thì mà tao yên tâm là gia đình mình có bình yên, homie. Không thể nào vội để tìm được gì mới. Tao không phải lao động mọi đường đầu giao tiền mới. Đột nhiên có niềm mới chỉ tìm cho mọi gì mới. Tao lao động mọi đường đều mà tao đầu tiền đối. Sự sáng tạo cho suy nghĩ lan tỏa như ngọn lửa với con khỉ hoang dã. Chỉ đang tả về thế kỷ tan rã. Lấy cái vòng ba để tự quỷ ban xã. Woo, bay trên là máy cao dù dán để mà xảy lao tù. Woo, như là cây cao su thay màu ngay sau thu. Woo, bay trên là máy cao dù dán để mà xảy lao tù. Phải chân vinh, ta đã lên chiếc thuyền rời xa đất kinh. Ta đã thân với tâm tình và mình vẫn đang lên. Nhưng mọi điều đều ok. Vì tình hình còn hai đứa tin. Ta đã tin lên trình gặp được anh minh. Tao đã với chính mình rằng tao đã tin nuôi đam mê qua số tiền này. Pow pow pow. Yeah. Bài này là tên là Luôn Sẻ Xuân Sẻ. Đây là một lời mình nhắn gửi đến những cái bạn thân của mình trong suốt quá trình mà theo dõi họ. Có thể là mình có mà nói trực tiếp với người đó, cho nên mình sẽ viết ra một phần của bài hát. Yeah. Đây là một lời động viên dành cho những người nào muốn gửi đến người bạn của mình. Mọi thứ sẽ